Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lo mà giờ xong xuôi thì mình phải đi đến cái chỗ hẹn để mà mình chích ngừa COVID mũi thứ ba. Dạ. Nhiều người đã chưa chích mũi một nhưng mà mình đã chích mũi thứ ba rồi, tại vì mình là đăng ký lo lắng cho những người già đó, thì bên đây ưu tiên cho những người làm y tá và những người lo cho những người già, take care người già đó, thì phải được ưu tiên chích ngừa. Cho nên hồi tháng giêng là mình đã chích mũi đầu tiên rồi, rồi đến tháng 2 là mình chích mũi thứ hai, xong xuôi thì tới bây giờ là hơn 6 tháng rồi. Họ kêu mình nên đi chích ngừa lại, họ gửi cái email. Cho nên bây giờ mình chuẩn bị đi. Mình trước khi trên đường đi, mình muốn gắn âm thanh cho nó tốt, rồi trên đường mình tán dốc cho nó đã, cho nó vui. Xong rồi về nhà chắc mình nghỉ mệt, không có đi ra ngoài đi bộ, nay cũng chuyển mưa. Hôm qua mưa, hồi sáng nó mưa lít chút đỉnh. Yeah, so that's the deal. That's the deal. Đây là cái máy ghi âm riêng. Thôi còn pin không vậy? Rồi cái mình thâu mình gắn đây nè. Thì lúc mình chạy á, xe nó ồn lắm, thì cái này nó bớt, nó có cái, nó lọc ra cái những cái tiếng ồn đi chút đỉnh thì nghe nó rõ hơn. Có nhiều lúc lười biếng á, mình thâu đại luôn. Anyway, ok, mình sẽ quay cái camera trước rồi mình đi. Bắt đầu đi đây. Mé hôm nay thì nhìn trời xanh, không có mây, nhưng mà mé bên sau lưng mình thì trời chuyển mưa dữ lắm. Tương đáng thì không có mưa. Mùa mưa ở bên Cali này nó cũng rất là ít, nó rất là hiếm, nó không có giống như là mưa phùn, mưa rầm rầm tả tơi sấm sét rầm rầm như ở Việt Nam đâu. Mưa ít lắm. Nhiều năm nào mà được mưa nhiều đến nỗi mà có mấy cái hồ đang chứa nước cho xài ở những cái vùng vịnh ở San Francisco, San Jose này nè, nó được đầy cái hồ là mừng lắm rồi. Lâu lâu nó bị tràn ra thì rất là hiếm. Trên đường đi xuống cái chỗ nhà thương để mình chích, tại mình quen chỗ đó, với lại cái insurance của mình nó cũng ở đó đó, cho nên mình đi tới đó cho nó gọn. Có nhiều chỗ thì mình không cần hẹn, mình tới thì bây giờ nghe nói cái mũi thứ ba người ta cũng sắp hàng dài dài, không có da, không có đông như hồi lúc đầu hồi tháng 1 mình á. Trời ơi, nó sắp hàng dài. Tới bây giờ thì hình như ở cái quận mình 80% đã chích mũi, ít nhất một mũi, hình như là 60% là hai mũi, rồi bắt đầu bây giờ cho chích mũi thứ ba. Ca nhiễm ở cái khu mình ở thì xuống cũng rất là thấp, rồi là không có sợ bị nhiều đến nỗi mà nhà thương không có chịu nổi đó. Hồi lúc trước nó họ sợ mà lây chịu tràn gian đại hải, đến lúc mà không có chỗ giường cho người ta nằm thì rồi đến nỗi mấy người bệnh khác rồi không có được chứa rồi bị chết. Cho nên họ rất là cẩn thận, họ cấm đi ra ngoài đường từ sáng đến chiều, chỉ có đi người đi những người nào đi làm và những người nào đi chợ đi búa vậy thôi. Mà nói đúng ra thì cái khu này rộng rãi lắm, không có đông đúc mà giống như ở Sài Gòn đến nỗi vậy. Mà Sài Gòn bây giờ xuống bớt cỡ cũng thấy cũng tốt lắm rồi đó. Hồi trước mình thấy lên tới 5-6 ngàn gì một ca một ngày hay sao đó, quên mất rồi. Bây giờ nghe mình coi tình hình thì thấy hình như dưới ngàn. À,
Dạ, yeah, so với ở đây mà thai rộng rãi như vậy mà còn cao, hồi lúc cao đỉnh ở đây tới 2.000 một ca, ở luôn rồi, 2.000 ca rồi đó. Cái quận á, gọi là Santa Clara County là khoảng bao nhiêu người ta? Chắc cũng khoảng 5-6 triệu người vậy. Giờ thì mình ra cái này gọi là xa lộ freeway. Cái nhà thương mình là nó nằm ở dưới qua khỏi downtown của San Jose. Từ đây đến đó chạy khoảng 15-20 phút. Tôi gọi là kẹt xe hay không kẹt xe. Mấy nay buồn nằm coi YouTube này nọ rồi đó đấy. Mình thì mình thích hay coi từ này quá nọ, chán nhiều khi coi phim Việt Nam, nhiều khi phim Hàn Quốc, rồi nhiều khi coi thời sự. Mình coi tin tức sơ sơ vậy thôi, mình thấy tin tức nó nhiều cái nó nói nhiều nó nhức đầu lắm. Mình cũng không có, mình chỉ biết những cái coi cái nào mà nó quan trọng thôi, còn cái mà chính trị mà nó cứ chửi qua cãi lại mình không có thích. Cho nên lúc vừa rảnh đó, cái mình nằm coi về vũ trụ, thế gian, không gian đồ đó. Cái ngày xưa thì mình ai cũng biết là học trong trường thì họ dạy qua loa thôi, chứ nếu như mình không có trong ngành thì mình không có biết nhiều, biết về solar system là cái mặt trời, trái đất, rồi mấy cái hành tinh này nọ đó không, thì biết là cái vũ trụ nhỏ của mình, tiếng Việt Nam không biết trở lại gì quên rồi, là cái là solar system là có gồm có mặt trời và trái đất với lại mấy cái hành tinh, rồi sau đó là có galaxy. Galaxy là ngân dải ngân hà đó, thì nó sao sao vậy, biết sơ sơ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều cái YouTube, những người mà khoa học gia họ lên họ giảng nghĩa này nó, mình coi thấy rất là hay, coi riết coi miết, rồi cái mình thấy so sánh với con người á, cái thời gian của cái vũ trụ con người ta ăn thua vậy á. Vậy mà tại sao người ta ở trên trái đất này họ ghét nhau dễ sợ, dân tộc ghét nhau, nước này ghét nước nọ, rồi nội trong một cái nước họ cũng ghét nhau. Trong cuộc sống con người chỉ có cái chừng bây giờ nó đi trung bình như nước Mỹ, cái average gọi là người sống dài nhất thì chết chấm còn trẻ thì 50, chết là gọi là natural, tự nhiên chết đó, chứ không phải là gọi là tai nạn, thì cũng khá cao rồi không. Ngày xưa thì như có sống tới 50 là hay lắm. Rồi nhìn lại cuộc đời của mình 60 tuổi rồi, bây giờ mình thấy cái theo mình nghĩ trong gia đình mình á, thì ông nội và nội và ngoại thì gì họ mất trong 70 mấy, không không ai sống hơn 80 á. Mẹ già thì bây giờ tới 91, bước sang 92 là sống cũng khá lâu. Nhưng mà mẹ già sống ăn uống rất là tốt, không có ăn tập bậy bạ, không có nhờ rượu, không uống rượu uống thuốc gì không. Còn đối với mình nghĩ sống chừng tới 70-75 là chắc là ngủm cô đeo rồi. Cho nên mình nghĩ lại mình 60 tuổi rồi còn có bao nhiêu năm nữa, thấy buồn dễ sợ. Nhưng mà mình phải gọi là optimistic, là mình phải sống chơi bây giờ thôi, chứ đừng nghĩ tới xa xôi quá thì mình rất là buồn. Yeah, 15-20 năm rất là nhanh. Mình nhớ lại hồi đứa con gái mới sinh ra là 20 năm về trước, 21 năm về trước rồi. Mình chớp nhoáng bây giờ nó 20 mấy năm rồi. Mình mà sống được từ 20 năm nữa là 80 tuổi là thấy nó còn rất là ngắn luôn. Cho nên mình thấy buồn, thấy sợ. Nhưng mà phải sống vui vẻ, sống ngày nào qua ngày đó. Bây giờ là chỉ cầu mong cho cái dịch nó qua nè, con cái học xong rồi là mình phải hưởng thụ cái tuổi vàng. Mà nói đúng ra 60 bây giờ là coi như khoảng 45 ngày xưa ha.
ngày xưa người ta sống 60 rất là già, khú đế luôn. Chỉ có cái mình nhìn thì không đến nổi tuổi đúng tuổi, nhưng mà cái sức khỏe mình thấy không tốt nè, độ đường cao. Hôm nọ 3 năm trước bị tim nè, bị cholesterol và cái chất mỡ trong máu cao. Phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống vui trong tới chừng nào được. Anyway, đổi đề tài, bên kia đông quá trời luôn, không biết sao vậy ta. Kẹt xe gì mà đông dữ vậy? Lúc về kẹt xe chết á. Mình hẹn 2 giờ, bây giờ là còn sớm quá trời sớm. Downtown nó nằm bên tay phải mình nè. Long Trump, những cái nhà lầu cao nhất là cũng khoảng cái nhà lầu nằm kế bên freeway này thôi à, chứ không có cao lắm. Có một căn gì cao hơn chút đỉnh. Như cái tòa hành chính của thành phố San Jose cũng khoảng cao như đó. Vùng này là vùng động đất cho nên cắt dù có gọi là technology để mà chống cái đất động đất, nhưng mà nhiều khi nó động mạnh lắm, sập. Động đất vậy chứ mà nhà cửa đây mắc mỏ dễ sợ luôn. Khoảng như năm ngoái mình đi bộ, mình coi lúc người ta bán nhà cao đỉnh nó lên tới 1.4-1.5 triệu mà căn nhà bình thường. Bây giờ như xuống chút đỉnh là xuống chỉ còn 1.000-1.1-1.2 triệu gì đó. Có nhiều người cũng họ bán ở đồi trên trời đất rồi, đồi 1.5 triệu ai bố. Có cái những cái khu gọi là mobile home á, thì họ bán cái chừng 250-350 khoảng đó một căn nhà. Nhưng mà cái nhà đó là rất là không có bền, nó gọi là giống như để mà nó không kéo đi được á, gọi là mobile home á. Là nhưng mà mình thấy không có mua cái đó, không có giá trị gì hết á. Mua nó ở thì đã đóng đất, tiền đất với tiền thuế là vô thì như cũng sắp xỉ 2.000 đồng tháng. Nếu như mình mua một căn 300 ngàn thì cũng vậy. Mua nhà mà ngoài thì có thể nó lên giá, nhưng mà bây giờ không mua được. Một là phải có cái thu nhập không làm việc bình thường, còn bây giờ mình không có làm việc thì không cách nào mà mình mượn nhà băng được. Cho nên hay cạo số, hy vọng chúng mua căn nhà nhỏ là người hưu. Cho mấy đứa nhỏ nó ở rồi mình đi du lịch. Chà, ngồi nó tăng dốc tí xíu vậy tới nơi là lẹ, không nào không biết. Chạy cũng lẹ, không có cái bị kẹt hết. Rồi xuống dưới đây thì bên kia nó không có bị kẹt nữa, lúc nãy kẹt cũng hồi xưa mình mới qua ở chung với mấy bạn á, có mướn apartment ở cái khu này. Sớm quá, mình chờ chắc cũng phải ngồi xe chờ vài tiếng, vài chục phút nữa. Yeah, những cái căn nhà riêng lụp xụp này ở dưới đây vậy chứ mà mắc lắm á, trên triệu không à. Khu này cũng rất là lâu rồi, thời 60 có cất căn nha, mấy căn nhà tới bây giờ. Nhà mới thì họ không có cất cái kiểu như vậy nữa, họ cất cái kiểu giống như townhouse hoặc là yeah, đa số là townhouse họ thấy bán cái lời đó. Với lại họ cất được nhiều căn quá. Cất lên 3 tầng cái diện tích của cái căn nhà rất nhỏ, còn diện tích nhà xưa này nó rất rộng. Thích mấy cái nhà cũ thấp thấp vậy cho nó dễ, khỏi mất công khiêng đồ lên lầu mệt.
bây giờ họ đổi mấy cái đèn xanh đèn đỏ này, họ ngày xưa là không có cái viền vàng vàng, bây giờ là mình thấy đi đâu họ cũng dán một cái miếng vàng vàng đó, ban đêm thì nó phản ánh ánh sáng của đèn á, thì nó cho người ta nhìn rõ hơn. À, nghĩ ba cái tới ba cái chuyện mà mình lo lắng đó, nó buồn lắm, cho nên có nhiều người họ không có biết buồn biết lo xa đó, họ sống rất là gọi là sao ta, vô tư. Vô tư như người vô gia cư, họ không có lo lắng gì hết đó, ngày nào quá lo được ngày đó. Mình thì có cái tật hay lo xa, lo tới lo lui, lo hơi xong rồi cái nhức đầu, muốn đi chơi mà cũng phải chờ đúng lúc nào thoải mái dư đỉnh chút tiền rồi mới đi, còn không thì thôi. Còn nhiều người á, đụng cái đi hết tiền tính sao, về tính sao. Cái tiệm sửa bánh xe bên đó rất là lâu rồi đó, mình hồi trước mình ở cái cũng rất là cũ kỹ á, nhìn anyway, mình cũng tới nơi rồi, thôi để mình cúp nha. Còn hơi sớm cho nên mình đứng ở trên đây mình nhìn cảnh chút xíu. Đây mình đứng trên tầng lầu thứ 5 của cái là chỗ đậu xe. Mình đã nhìn được cái freeway. Chỗ mà chạy 280. Chỗ này là trên tầng lầu trên cao họ đậu xe, nãy mình ở dưới cũng đầy hết rồi, cho nên thôi mình chạy tốt lên đây luôn, cũng còn dư được khoảng nửa tiếng hồ mới có hẹn. Ra về hướng này mình nhìn coi có cảnh đẹp không nè, cảnh núi non là cái khu nhà mình tốt chứ, hôm nay nhìn không có thấy tới núi, cũng không có rõ mà là sạch đó, trời không sạch lắm nên khó nhìn không có xa. Núi non núi, những cái nhà như vậy gọi là apartment đó. Chủ nhà sẽ mua một cái miếng đất, người ta cất cái khoảng vậy là cũng 8-9 căn 10 căn gì đó, rồi cho mướn làm chủ nhà nhà cũ kỹ xa xưa. Hồi xưa gia mình mướn cái phòng đó, apartment giống vậy. Cái bên đây cũng là apartment nè. Máy bay đang bay xuống phía trước. Có cái rạp hát xưa lắm ở đó đây này. Ở đây là mơ men. Ngày xưa đây tiếng phim hát xưa. Dạ, hồi đó mình ở khu này cho nên cũng hơi quen thuộc. Đó là cái City College, South Side City College, trường đại học 2 năm. Bây giờ những cái chỗ đậu vậy họ để dùng mấy cái solar panel là gì ta? Mấy cái năng lực mặt trời đó để biến điện, bên kia nguyên một cái máy cũng vậy luôn. Cali cũng rất là nhiều nơi như vậy luôn. Anyway, thôi mình đi xuống dưới nha. Chích xong, cũng rất là đơn giản. Mình tới rất sớm nhưng mà thấy ít người á, nên là mình đi đứng xếp hàng vô. Họ làm bây giờ cũng rất là nhanh chóng, không như ngày xưa mà lộn xộn xà ngầu đứng. Mình như mình nhớ đi tới 5 trạm, giờ đi có chừng 2 trạm mới xong.
bây giờ họ cho chích con nít á, cho nên đứa nào vô thì họ cho đi xuống chích. Cho con nít chích trước đó, có ưu tiên á. Thế quay thôi, mình đi về đây. Đây là tới ba cái gạch lên tới đại quý luôn đó nha. Chích ba mũi. Cái mũi booster này nó chích có phân nữa của cái ống chích thôi. Mấy buổi trước thì hai buổi trước thì đầy, coi như là 100 mg. Bây giờ thì chỉ có 50 mg thôi. Và họ nói thì nếu cũng có thể hành, bị sốt cũng có thể nữa, nhưng mà mấy lần trước mình chỉ bị đau cái vai thôi à. Nếu quay thôi cho mình đi về đây nha. Dạ, giờ chạy mình về thì tới đây bị khúc kẹt này. Chạy vô trong cái kẹt này không biết sẽ bị kẹt bao lâu. Chạy bây giờ có 15 mai một giờ. Nhưng mà thôi, từ từ về.